tai nghe Bluetooth Hurtur of Human, mô hình scale Fuhua Vân Mạc Đan Tâm, mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương, hay còn có cả mô hình Chibi Lý Tố Thường vừa mới được ra mắt cùng Anniversary phiên bản 6.1. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hiện tại thì đang là chiều 30 Tết rồi mọi người, chắc là tất cả mọi người chỉ đang quây quần bên gia đình và chuẩn bị một bữa cơm tất niên rồi. Và chúc các bạn sẽ có một năm 2023 thật là vui vẻ bên gia đình nha mọi người. Ok, mình thì mình cũng chẳng biết chúc mọi người gì nhiều, nhưng mà cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong một khoảng thời gian rất là dài. Thời điểm khi mà mình bắt đầu mới mở kênh là cuối vào tháng 11 năm 2021 đến hết năm 2022, và bây giờ là đã là đầu năm 2023. Vậy là đến tháng 11 năm 2023 thì mình đã làm game được 2 năm rồi, và rất là cảm ơn mọi người và các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Rồi mình cũng chẳng biết làm thế nào, mình cũng chẳng biết phải gửi lời cảm ơn mọi người như thế nào, nhưng mà thật sự là rất cảm ơn các bạn. Nghe nó hơi xến xúa nhưng mà ok. Ok, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục những series hướng dẫn người chơi mới, những video review và những video show nick của mọi người trong năm 2023 nhé. Và ngày mai thì là ngày mùng 1 Tết rồi. Ok, và ngày mai thì vẫn có video cho mọi người xem nhé. Mặc dù là Tết nhưng mà mình vẫn ra video rất là chăm chỉ cho mọi người. Nick của bạn này thì ok, nick của bạn này thì level 86 và có tên là Ship Lỏ of... Bạn này thì newbie thôi, lên tàu được 112 ngày, lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022. 112 ngày, quá là newbie. 3695 play. Cái tên này thì rất là quen nhưng mình cũng không biết là nick này thì mình đã sâu chưa. Bây giờ mình chỉ cần mình chỉ nhìn vào cái tên thôi, chứ thật sự là mình sâu quá nhiều nick rồi. Đến bây giờ là được cũng được hơn 600 cái nick rồi, gần 700 cái rồi. Cho nên mình sẽ không thể nào mà nhớ được là cái nào sâu chưa hoặc là cái nào sâu rồi. Và các bạn nếu như nhắn tin cho mình mà nói là anh trước kia anh sâu nick của em này này, trời ơi làm sao mình nhớ được, nó quá là nhiều luôn. Có khi mình vừa sâu xong mình quay lại mình đã không nhớ là mình vừa nói cái gì luôn ấy. Ok, để xem ở đây thì bạn mới chơi có 110 mấy ngày, vậy là bạn này mới chơi được khoảng tầm độ chưa được 4 ver đâu, 3-4-12 thậm chí là chưa chơi được 3 version ấy. Mà sao hơi chụp Reason đã lên được mức rate SS rồi, nhanh thật đấy. Ở đây thì bạn này có đo ra hơi chơi Sơn Điền, hơi chụp Thunder với hơi chụp Flame Chain. Ở đây thì hơi chụp Thunder mọi người có thể lấy free này, cho nên bạn ấy sẽ phải bắt buộc Ron hơi chụp Reason, Ron hơi chụp Sơn Điền và hơi chụp Flame Chain này. Gà gáy. Không biết mọi người nghe được tiếng gà gáy không? Chắc là có đấy. Trời đất ơi, ok. Để xem là bạn ấy đã nuôi dạy những Vakira này như thế nào. Đầu tiên thì là Raven thì bạn ấy có cày lên bãi này. Đây là gì? Achan, ồ đúng rồi, họ quên mất. Achan thì bạn ấy có mid boss, bạn ấy không có chấn nên là bạn ấy đang lắp tạo cây chấn. Em cho nhìn cây chấn của ấy to thế mọi người. Mọi người nhìn này, nó to kinh khủng luôn. Mà nếu như cho bé mèo lắp nha thì nó lại cực kỳ nhỏ đấy mọi người thấy không? Nó rất là nhỏ eo điêu vãi, cùng là một cây mà cho Achan cầm thì to đùng. Còn cho bé mèo thì bé tí luôn. Aponia thì bạn ấy chưa có Aponia. Chúng ta sẽ chỉ có 3 nhân vật dùng cái vũ khí này, đó chính là Aponia, Achan với lại bé mèo Patoferit. Lừa đẻ. Ok, hợp chơi Reason thì là ui dồi, SS1 luôn. Vùng đất trợ lý Khải Huyền, nếu như bạn đã cày lên mức rank SS1 rồi thì bạn ấy để dành đồ, để dành pha lê, để đón cái cây hơi chơi cái cây Eden of Star với lại full set Willow đi. Hơi chơi Vision bây giờ mọi người lên đến mức rank SS1 ấy, thì vẫn là một Valkyria DPS băng khá là mạnh. Đa dụng thì chắc là cũng không đa dụng bằng những nhân vật khác, nhưng mà mình nghĩ là nó khá là mạnh. Bé mà Patafelis thì bạn này có cái mid ba tiết, có cái mid và chấn thôi, nên là bạn này đang lắp top bot top Anna và mid top Anna và bot Robert Perry, công chúa định tội fit là Valkyra support điện. Những nhân vật support rank A này thì bạn nào cũng nên nuôi, không nên skip bất kỳ một nhân vật support rank A nào cả. Hơi chờ xem tiền, hơi chờ xem tiền của bạn này thì cầm một khóa vô tồn với lại mid top mid broken scroll thiếu bot, nên là bạn đang lắp cái bot macro polo
hơn chưa xem tiền thì là bao kia là support vật lý. Nếu như có hơn chưa xem tiền rồi thì bạn cứ mạnh dạn mà xây dựng một team vật lý đi. Mắm lửa của bạn này thì có không có, không có cái gì hết trơn đấy. Chưa bao giờ gửi level 65 với lại phụ sức Murata Himiko. Vậy là mình đã có một Valkyra DPS lửa rất là mạnh. Apunia cũng nên nuôi, nhưng Apunia thì là Valkyra support điện, Hasuguni support băng. Ok hết rồi. Còn nếu như để xếp thành một team hẳn hoi thì rất tiếc là hơi Horizon của bạn này thì lại chưa có đồ. Những nhân vật khác thì cũng chẳng có nhân vật nào có đồ cơ. Hơi tiếc ở đấy, hơi chơi xem tiền này. Có mắm lửa full gear, vì vậy bạn này có thể xây dựng một team lửa. Team lửa thì có thể cầm kèm theo Ai-chan. Nhưng bạn này thì chưa có hơi chơi trước, cũng chưa có cả Vân Mạc Đan Tâm luôn. Vậy thì bạn ấy để dành để run hai nhân vật đấy đi. Vậy là bạn ấy có một team mắm, team lửa ngon rồi. Ngoài ra team băng thì run đồ cho hơi chơi Risen này và xây dựng một team băng. Team băng thì bạn ấy có bé mèo rồi, có chấn và có mít rồi, có thể nuôi thêm Lý Tố Thường nữa. Team vật lý thì có thể run đồ cho bé Grisel này, hơi chơi xem tiền và run thêm một DPS. DPS thì hiện tại thì mình có thể gọi là hướng cho bạn ấy đến với lại PE. Đây PE đây, dành cho bạn nào có khi bạn ấy không biết PE là nhân vật nào. Đây PE thì là Thiên Nguyên Kỳ Anh. Hoặc là bạn ấy có thể run, bạn ấy có thể cày Elysia vật lý. Elysia vật lý thì free tới tận 3/4 rồi. Kể cả nhân vật với lại xếp với thánh cũng có kế hoạch của quá khứ thì mọi người bắt buộc phải run thôi. Và cuối cùng là team điện. Team điện thì bạn ấy có mắm lửa nhưng bạn ấy không có cây thất lôi Narukami. Xây dựng một đội hình support thì Alien bạn ấy cũng không có nuôi và Fit bạn ấy cũng không có nuôi. Thôi để nuôi đi nhá. Đấy, đấy chính là ba team này bạn ấy có thể run. Những nhân vật còn lại ở đây thì bạn ấy có thể ưu tiên một số nhân vật như là Pia này, Mobius này, Apunia này, Hercule Human này, Vinfai này, Lý Tố Thường với lại hơi trượt trước. Tại sao lại nhiều như thế thì bạn ấy mới chơi có 100 mấy ngày thôi. Cho nên là còn rất là nhiều Valkyria nên run. Và bạn ấy cũng nên run thêm cả trợ chiến nữa nhé. Và nếu như bạn nào chưa có trợ chiến thì mình nghĩ là các bạn nên run đầu tiên đó chính là Evgenia Kaslana. Sẽ được ra mắt ở phiên bản 6.4 nhé. Hiện tại thì mọi người xem ở đây sẽ không có em ấy đâu, mà mọi người sẽ phải đợi đến phiên bản 6.4 thì chúng ta mới có mọi người ạ. Nhân vật đấy thì là nhân vật trợ chiến support lửa điện, ngon không mọi người? Ngon, một nhân vật mà vừa support lửa vừa support điện, quá là thơm luôn. Đó xem nào. Chiến trường ký ức thì tuần trước bạn ấy xếp hạng 45.5%, chứng tỏ là không có đánh mà đang ở vực đau khổ. Bạn ấy level 86. Ôi giờ mới nhớ ra là nick này đã đột phá siêu hạn rồi mà mới chơi có 100 mấy ngày. Ngày 30 Tết thì treo đầy nhà lại phải show một cái nick nó như thế này. Thật sự là cái nick như thế này nó rất là tàn luôn đấy. Mình không biết phải nói cái gì, nhưng thật sự là chê. Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhượng lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Like Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Ok, mình đã quay trở lại với nick thứ 2 đây. Nick này thì của bạn là tóm đầu Ai-chan. Hết đốt nhà rồi lại đến tóm đầu Ai-chan. Khổ thân con bé. Nó có làm cái gì đâu. Bạn này thì lên tàu được khá là lâu rồi, 1039 ngày. Lần đầu tiên lên nhầm là ngày 12 tháng 11 năm 2019. Level 88 rồi. Không biết là có nạp nhiều hay không. Thì hạ tháng còn 61 ngày 7.650 pha lê. Vậy là được 2 triệu thì đấy, 1.000 ngày mà nạp có 2 triệu. Nhưng mà bây giờ thì lại thấy có nạp BP này. BP này thì là BP vàng thôi. Ok, 1.000 mấy ngày. Ui, skin mới đầu lướt qua thấy cũng có khá là nhiều skin đấy. Đâu để xem nào. Những nhân vật mà bạn ấy chưa có thì ở đây thì bạn ấy vẫn chưa có Mobius. Mobius này thì là tạch red này. Mobius, Virtual Human, Vinfai, PE và ở đây thì thiếu cả hai nhân vật để hệ lượng tử luôn. Ok. Ok, chúng ta sẽ xong từ kia ra trở đi nha. Đầu tiên thì là móng lửa. Móng lửa của bạn này thì cầm và chỉ có dược lửa level 65 với lại full sub Murata Himiko. Sắp tới thì có hơi chờ Fidelity. Không biết nhân vật đấy có đu gọi là đu set F2P ngon như mắm lửa hay không, nhưng mà mình thấy mắm lửa dùng set F2P khá là ngon. Còn hơi chờ Fidelity chắc là để phải gọi là rước về, nhưng mà
thật sự là đối đối với nick của mình thì chắc là mình không có đủ kinh tế để có thể gọi là full gear ở đâu các bạn ạ. Chắc là sẽ phải cầm top bot lane kẹp mid talent thôi, nhưng mình nghĩ là hơi trường finality sẽ khá là kén đồ đấy. Đây là mình nghĩ thế thôi, còn bao giờ còn nếu như có chúng ta có bản test ở đây thì chúng ta sẽ thử test xem là top laptop bot lane kẹp mid talent thì sẽ phát huy được bao nhiêu phần trăm. Ok. Đây là hơi chơi The Void thì bạn cũng có cài lên rồi đấy, rồi tấn công 1460. Cầm vùng đất Turbo vĩnh kiếp lên 165 với lợi full set Siren Faken. Ok, tiếp theo là gì May này. May thì rank S3 tấn công 1516. Ui, thật lôi Narukami với lại full set Hander luôn. Mới có S3 thôi mà đã tấn công 1500 rồi. Chưa có thần, ui, chưa có thần cộng 114 luôn, tiểu đội gia viên cộng 85. 114 là một con số gần như là maximum luôn rồi mọi người ạ. Max đúng không? À không, vẫn cây này này. Mở khóa đồng bộ cộng thêm 10 nữa, vậy là vẫn chưa mắc đâu, nhưng mà 114 nó cực, bài này sưu tầm chiều hóa thần cực kỳ là đầy đủ luôn đấy, cho nên là lực tấn công của những nhân vật này cực kỳ là cao luôn. Mới chỉ ở mức rank S3 thôi mà đã lên được 1516 rồi. Nick của mình thì SS rồi mà tấn công được có 1480 mọi người ạ. Tính ra mình thiếu hai cái khóa nữa là mình lên được 1500. Nhưng mà thật sự để kiếm được hai cái khóa rất là khó, chứ nó không phải dễ đâu. Mọi người phải đổ pha lê vào đấy cơ. Với một con dân nghèo khỉ, đỗ nghèo khỉ như mình thì làm sao mà đú được. Ở kế hoạch cuối top mid Vranja luôn, ghê thật. Và bot Isaac Newton full chicken year rồi, nhưng mà chưa có cây chấn. Hơi từ Wilson đã có cày lên mức rank SS tấn công 1500. Eden of Star và full chicken willow. Kia là full gear, hơi chụp Thunder full gear, hơi chụp Vision full gear. Vậy là ba hơi chờ cơ bản của bạn này đều có đồ luôn. Hơi chụp Just thì bạn ấy có top mid, thiếu một cái boss và cây chấn thì cũng nâng được lên level 60. Ok, Brunia thử sinh ngân dược thì có cái lấy mua được S2 tấn công 1452. Và full set thử sinh ngân dược. Ok. Và tuần này mình không được trải nghiệm con boss châu gác bếp rồi mọi người ạ. Hưu sừng tấm. Chắc là cũng các bạn cũng đang khổ dâm vì nó. Mình không có trải nghiệm được. Vì mình thậm chí còn không cả vượt qua được cái ải đầu tiên luôn ý. Boss là mọi người, ôi rồi, bởi vì mình đang ở tịch diệt. Chả hiểu sao tự nhiên ngoi lên tịch diệt làm gì. Dạo này mình ngoi lên tịch diệt liên tục luôn nên mình mệt vãi. Nhiều khi đánh xong thấy đứng thứ nhất rồi. Đánh Spina Atera được thứ nhất mà ngày xong nhớ ra mình 1900 cúp. Ôi. Ai đó làm ơn hãy cho tôi quay trở lại thời gian để bây giờ tôi không phải khổ với này ở trên tịch diệt. Quá mệt mỏi. Và mình xem YouTube, mình có xem một vài YouTuber thì mình thấy rằng là cầm PE đánh điểm còn thấp hơn đánh của điểm của Hunter Human đó mọi người. Wow. Thật sự mình mới cảm thấy rằng là hơi chơi mình nó là một cái gì nó rất là khác bọn. Nhưng mà đấy là Lý Đối Thường đã lên được vui rank SS rồi nhá. Vậy là chứng tỏ Lý Đối Thường SS quá mạnh luôn. Support quá ngon. Hơi chơi mình đánh còn điểm cao hơn mà. Hơi chơi trước thì không biết là đánh được bao nhiêu, nhưng mà hơi chơi trước thì cũng rank SS thì mới đánh được. S0 thì sao mà đủ nổi. SA của bạn này thì có skin này, Lan Dạ Hành Ca. À, cái gì đó thở với lại full set thì kính. Ok, full gear rồi. Không còn gì để bàn cãi. Full Kapka. Ok, tiếp theo là Phu Hua. Đây là hơi chơi sen tiền tấn công 1298. Vô đất vô tổn với lại full set Broken Squad. Đây, bộ skin. Mùa hè. Lúc này sắp tới chúng ta có một đống cầu tàu mới nữa cơ. Bên mặt đơn tâm thì cầm G-Comic level 15 với lại full set Phu Hua Magrip. Cái cầu tàu đấy nếu như mình sẽ gọi là mình sẽ cố gắng để làm thumbnail nhá. Không, bây giờ mình đang nghĩ là mình cũng biết để cái gì làm thumbnail đây. Vừa nãy thì mình đã còn đến nói đến gì ta? Đúng rồi, con trâu gác bếp. Cái con nai sừng tấm. Mình có được trải nghiệm đâu, trời ơi. Thấy bây giờ thì có một số người thì cầm Hunter Human này, cầm PE này, cầm cả Hunter trước đi này, nhưng mà không biết là thanh niên nào có đú đi Entura không, hay đú một số nhân vật khác không, nhưng mà nó là boss hệ số ảo, cho nên là mọi người sẽ không thể cầm boss gì ta,
mọi người sẽ không thể cầm con boss cầm Vakira hệ lượng tử được. Đấy, cho nên chúng ta chỉ kén mỗi lượng tử thôi, còn cầm bất cứ hệ nào cũng được, nó không có kén nhân vật. Cũng khá là ngon. Nói chung là các bạn nếu như đánh cái con đấy thì mình nghĩ là các bạn cứ team nào đầy đủ, team nào đủ đồ nhất thì mọi người cầm. Đấy, chẳng hạn như gọi là một team thì chúng ta có 3 nhân vật, thì trong đấy nếu như chúng ta có cả 3 nhân vật full gear thì cầm cái team đấy. Nói chung là team nào mạnh nhất thì được quất thôi. Bởi vì bây giờ chúng ta cũng không có Vakira DPS hệ số ảo, trừ ông nào có PE có đồ. PE thì đương nhiên rồi, PE thì là hệ số ảo thì quất thôi. Fallen Rosemary thì vẫn có cả lên 3S này, có cái chân với lại full set Iron đây. FR thì là Vakira support hệ số ảo, support số ảo nhá, nó có thể lột vỏ tôm và là Vakira support điện. Sabina Atera với lại full set Lana đấy. Nếu như mà sắp tới mà chúng ta có thêm một Vakira gây sát thương điện mà thuộc hệ số ảo thì team đấy sẽ là đỉnh, team đấy sẽ là team của nhật đập boss, đập boss số ảo đỉnh nhất luôn, vừa có FR support lại còn vừa có DPS luôn, chúng ta có thể lột vỏ tôm tới tận 2 lần luôn ấy, quá là ngon luôn. Nhưng mà đấy là mình nghĩ thế thôi, còn nhà phát triển với lại mi chó nó có nghĩ thế hay không thì đó lại là một cái gì đấy rất là khó đoán. Mơ đi cưng. Bị ngã song sinh full gear. Full gear xong phải cất vào xó. BKS 2 hốc đồ biểu hoa bằng giải sáng tạo với lại full đen BKE. Điên cho ra chưa có, PA cũng không, Asuka thì cũng ở mức gần S0, fit fit edit điệu văn mà nên với lại full set quang chân G, support điện này. Alicia thì Alicia vật lý 3S, tấn công 1500 hoặc có quá khứ thơ tình với lại mid boss đi phạt, đây, tấn công 1550. Và này thì chưa có hỗ trợ human. Mobius cũng chưa có luôn. Raven, có thể thật sầu Raven làm gì. Carlon Pepper không biết là thanh niên này có đủ không? À không, không có cây chấn, cũng không có Paganini. Bé mẹ Potterfield, cây này I level 65 với lại full set Pates. Rồi ok, support điện, support băng. Aponia tấn công 1300, chạy level 65. Nhưng mà chưa có đồ ấy hả? Chưa có thì thôi, có skin, đi khè thôi. Được cái là có skin. Time runs level 65 rồi. Ok, bé Grisel thì sao? Grisel của bạn này thì 3S luôn, nhưng mà không có cái gì đây, cũng không có cây Elixir Archer, không có đồ ấy hả? Lý Tổ Thương S2 trở level 65 với phụ trách thần châu kiếm đấy nhá. Lý Thường vẫn là một nhân vật support băng, nó khiến cho team băng kiểu lên đỉnh luôn đấy mọi người, đỉnh cao luôn đấy, cùng với lại hơi chờ human nữa. Nói chung là bây giờ mình thấy team băng là team mạnh nhất luôn, chấp luôn cả team hơi chờ chết thật sự luôn đấy. Team hơi chờ chết thì là support lửa điện, nếu như team điện thì cũng mạnh, team lửa cũng mạnh, nhưng mà thật sự mình thấy team băng vẫn mạnh hơn rất là nhiều. Trả lời vào sống lam với lại full set Oslof. Đang cầm Oslof à? Trợ chiến thì bạn ấy có Ron được ra Bella 2 sao, Tyrion 2 sao, Lein 2 sao và cuối cùng là F Elysia 2 sao. Điện, lửa, điện và băng, thiếu vật lý. Ok, cũng khá là nhiều, nhiều vậy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cây rất vàng và 1, 2, 3, 4, 5, 5 cây mới được vào siêu hạng thôi, 20 mấy cây 1000 ngày là khá là nhiều đấy. Vừa được dùng xem với thánh thì bạn ấy có mid boss với lại full set đây là set Willow này, thần châu ức kiếm 1, 2, 3, 4, 3 test, 5 runner, 6 thử sinh ngân dược, 7 Aslot, 8 Elysia, 9 Mulatai, 10 Hoa, 11 Tiganier, 12 Iron, 13 Benedict, 14 Thủy Kế, 15 Hua Margaret, 16 Kiếm Gãy, 17 Iron, 18 Kafka, 19 Wet, 20 Xin Đăng Hoa. Ui, 20 mấy set full lại, tính cả set có thể cày được nhá. 4 cái bot new, 2 cái vít mây.
Nhiều phết. Xem nào. Đây. Trời ơi, con này từng tấm. Có hơi trực trước thôi, nó xuất hiện khắp mọi nơi. À, tuần trước thì bản lên xếp hạng 7,73% được ở khu cuối level 81 đến level 88. Bây giờ đất 45.168 điểm, Kasumi 31.200. Cảm ơn trường hợp Thunder. Ôi tuần trước mình quên đánh luôn, mình quên đánh luôn các bạn, mình không đánh MA luôn. Wow. Ờ, hơi trường hợp Dominion thì bạn ấy cầm đến mấy nào làm DPS hả? 39.040 điểm. Với đồng vực sen đỏ này 200 cúp. À, 2.000 cúp. Cầm team vật lý, ok, đánh Kaiden quá chuẩn rồi. Và vệ nhật ảnh 21.255 điểm, 1.800 cúp. Trời, gà gáy. Ok, vừa rồi thì mình đã review 2 nick rồi. Và mọi người thấy nick của bạn ấy như thế nào thì nhận xét xuống bên dưới để cho mình biết nha. Và mọi người thấy video hay thì hãy nhấn like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem. Còn bây giờ thì bye mọi người. Và chúc các bạn có một ngày 30 Tết thật là vui vẻ và có một bữa cơm tất niên thật là đầm ấm bên gia đình nhá. Bye mọi người.